thought you forgot me. But my Bible they brought me, and the wind says, do what you wanna do. Well, I was lost till you seeked me. Now I'm found when you keep me. And the sun says, I'm in love with you. Nurse says I'm better, guess my heart heard your letter. Soon I'll be coming home to you. Yes, I'll get out tomorrow, there'll be joy, no sorrow. And the sun says I'm in love with you. Lord, I love you completely, and I don't mean it meekly. And the wind says, do what you wanna do. Let's go play in the heavens, this old body I'm shedding. And the sun says, I'm in love. MC xin chào cả nhà nhé. Giờ đầu MC chúc mọi người luôn vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống nhé. Hôm nay MC ở nhà các bạn ơi, chưa đi làm mà cũng là ngày nghỉ của MC luôn, thứ ba với thứ tư. Thì thôi, sẵn dịp MC quay mấy chiếc xe của MC collection cũng lâu rồi, soạn ra bán bớt các bạn ơi, nhiều quá các bạn ơi. Chiếc xe này đúng ra MC không có bán các bạn nhé, tại vì chiếc xe này là của MC hôm bữa mua cho con gái cho nó chạy cái nét nợ, cái xe này là nét nữ tính nè các bạn. Xe sạch sẽ, tune up, clean up rồi sạch sẽ luôn, cái bánh mới tinh luôn các bạn nhé. Đây, cái dòng xe này giống như xe mini ở Việt Nam đó các bạn. Cái gỗ này thì MC độ lại nè, cho nó bỏ đồ lặt vặt đó các bạn. MC mua cũng cỡ gần năm rồi. Đó, cái ghế ngồi dài giống như cái trái chuối đó các bạn. Đó, cái bánh màu đen, cái mâm, cái ghim thì màu vàng. Xe rất sạch sẽ các bạn nha. MC gắn cái chuông nè các bạn. Lúc mình chạy á, mình bấm đấy người ta giặt giặt mình ra. Đó thì MC cũng quay để chia sẻ anh em coi cho vui. Xong rồi MC cũng up vô mấy cái xe này vô một cái video clip cho anh em bạn bè đồ gần xa coi cho biết. Đó, chiếc xe nói chung sạch sẽ, không có hư cái gì, bất cứ cái gì các bạn nhé. Còn cái chổi thắng luôn nè, nó cái bàn đạp cũng trắng ghim của nó luôn. Nhà nhiều xe quá các bạn ơi. Đây nè, chia sẻ đó các bạn thấy không đó. Một gừng xe luôn, chỉ trong nhà của chị hàng xóm thôi nha. Còn ở ngoài cửa nữa các bạn ơi, tại MC ở ấp Hạc Mình. Rồi bên nhà MC đi bộ từ đây mà bệnh cũng khở 2-3 phút nữa. Xe trong nhà, rồi xe ngoài, để ở ngoài, móc phá lại. Thôi người ta ăn cắp. Từ MC gạo sơ sơ, quay vòng vòng chiếc xe cho các bạn coi nè. Đó, có cái đề can trái tim. Cái này thì để xe ô tô nó thấy nó chá đó các bạn, để người ta tránh mình thôi, người ta không có tông mình. Chiếc này thì người nữ nào khoảng từ 5 feet tới 5 feet rưỡi có thể chạy được các bạn nhé. Tại vì hiện giờ là cái cây sắt này nè các bạn. Đó, MC đã chỉnh chính giữa nè các bạn thấy không? Nó có 3 nút nè, 1 nút, 2 nút, 3 nút. Thì người nào mà cao có thể mở cái ốc ra, chỉnh cái nút này lên nữa là cao cũng được khoảng 2 in mấy, 3 in gì đó các bạn thấy không đây nè. Đây có ngón tay MC chỉ là nó. Cái hiệu là Screen nha các bạn nhé. Xe chạy rất là im. Cái ghế ngồi còn ghim luôn các bạn nha. Đây. Ghế ghim của nó luôn. Cái này thì để tránh trường hợp mà mình đạp
rồi cái quần hoặc là chân đồ á, mình dướng vô cái dây sên này các bạn, cái dĩa đó các bạn, thì nguy hiểm đó các bạn, thấy không? Xe này thì chỉ có single speed thôi các bạn nhé. Đó, còn green máy tinh luôn, chỉ có cái gỗ này thì em xi độ gắn lên cho gái nó để đồ lặt vặt á, nhưng mà giờ nó về ở với mẹ nó rồi, thôi giờ em xi phải bán. Em xi định kêu nó lấy về nhà mẹ nó đạp, nhưng mà nó không chịu thì thôi em xi đành bán, dọn dẹp bớt nhà trong nhà chị hàng xóm các bạn ơi. Quá trời xe nè các bạn, nó thấy không, nó bên kia nè các bạn, nó quá trời xe luôn đó. Bây giờ là chiếc này là một em ha các bạn nha. Hồi từ từ em xi rảnh em xi sẽ post xe thêm nữa các bạn ơi, nhiều lắm các bạn ơi. Tại sẵn ở nhà em xi mới nghỉ công việc chỗ làm á hôm qua, thành ra còn 2 ngày nữa, một bữa nay với ngày mai là hết rồi. Thì để coi tình hình sao, để thì sẵn thì ở nhà dọn dẹp xe cho nó bớt các bạn. Đó, thì chia sẻ cho anh em coi cho vui. Còn zin luôn các bạn nha, chiếc xe này nó. Cái tay cầm này, cái miếng cao su này cũng còn zin luôn, của zin của chiếc xe luôn. Đó. Rồi, chiếc này một chiếc các bạn nha. MC sẽ từ từ quay từng chiếc một để chia sẻ anh em cộng đồng nào coi cho vui. Chứ ở nhà mà lười biếng không làm gì hoạt động riết, cũng ăn ngủ nhậu nhẹt riết rồi sinh ra bệnh tật này kia, hoặc là ăn nhàn cư vị bất tiện, mình sinh ra đủ thứ tật xấu đó các bạn, đâu giờ biết được đâu. Đó. Rồi, soi MC xin tạm dừng cái clip tại đây, nhưng mà MC sẽ quay tiếp tục nữa nha các bạn nha. Mong các bạn nào có coi channel MC Đại Gia trên YouTube á, thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ MC để có, cho MC có thêm động lực để MC làm những video kế tiếp. Thì về cuộc sống Mỹ, ăn uống, rồi đi núi, hiking, hoặc là party, birthday, đám cưới, vân vân gì đó các bạn. Thôi bây giờ MC chắc phải tạm dừng cái clip tại đây, nhưng mà MC sẽ quay nữa các bạn nhé. Quay khoảng 5-7 chiếc, chục chiếc đó, rồi dồn lại một cái clip để chia sẻ anh em coi cho vui, coi cho giảm bớt stress. Mỗi ngày mình đi làm về rất là stress nhiều các bạn nhé, ai cũng vậy hết. Ở Mỹ hoặc bất cứ quốc gia nào mình cũng phải đi làm các bạn ơi. Chứ ai chứ cũng đâu có muốn đi làm đâu, nhưng mà không đi làm tiền đâu mà để xây sở, ăn uống, tiền nhà, tiền đủ thứ tiền hết các bạn nhé. Rồi, tiếp tục luôn mọi người ơi. Chiếc này là chiếc thứ hai, xe gáp tại Mỹ luôn. Chiếc này cái hiệu là Goldmaster USAMT Glimmer. Đây mọi người coi, đây là Made in USA nè. Đây, nhìn ông trai MC chỉ nè, Made in USA luôn nha. Chiếc này tốc độ được 10 speed. Thì chia sẻ mọi người coi cho kỹ luôn. Chiếc này thì cũng cái dạng cũng cổ nhưng mà không có cũ cho lắm. Chiếc này được sản xuất năm 1991. Và cái bánh xe thì 26 in nhân 1.75, tất nhiên là cái bánh nhỏ đó. Dòng xe này chạy rất tốt. Cái loại này là giống như là cái mountain bike. Mọi người coi nhìn thấy ha, cái bánh xe nó có cái độ sần nè, để mình chống sỏi đá hay là đinh hoặc là miễn này kia đó, nó cũng đỡ cho làm cái bánh xe nó bị xì. Còn đây là cái chỗ để bình nước này của ông Quý Trần Nồi, là zin của nó luôn á. Mọi người coi kỹ nha, bằng đạp cũng vậy luôn.
Chiếc này là ráp tại Mỹ luôn nha mọi người. Đó. Ở sau cái bánh cũng là cái loại bánh sằng nè. Nếu anh em nào mà mua bán xe hay là chơi xe cổ sẽ biết thôi. Cái ghế này, cái ghế ngồi cũng còn zin luôn. Của nó luôn. Đây, nó còn cái tem luôn nè. Chia sẻ anh em coi cho. Đây, ngay ngón tay em si chỉ cái chữ nhỏ nè. Made in USA luôn ha. Của tem còn tem luôn nha. Anh em nào coi kỹ nó mới biết. Đây. Còn cái dàn xe thì nó bằng sắt rồi nó sơn giống như cái màu cho màu gray á, nó hơi gỉ gỉ mà không sao. Mấy cái này nếu anh em nào chơi xe sưu tập xe đó thì xử lý dễ lắm, không có gì là khó hết. Chiếc này cũng sản xuất 1990 tới nay 91 chứ xin lỗi, là cũng được 30 năm rồi đó. Cái màu sơn thì rất là ngầu, rất là đẹp. Cái màu sơn nó màu ombre, tất nhiên là hai màu. Đây màu xanh xanh. Tới đây nhạt nhạt lợt lợt, nhảy qua đây màu tím. Đó anh em coi kỹ sẽ thấy màu ombre. Xe này rất đẹp. Đây là cái càng chỉnh của xe nè. Anh em nào cái này càng chỉnh cái dĩa trước. Dĩa trước thì có hai dĩa là ngay đây. Anh em coi kỹ ha, đây là hai dĩa. Chỉnh cái càng này. Mình muốn chạy cái dĩa lớn, găng lớn hay găng nhỏ thì ăn thua mình chỉnh ngay đây ha. Đó. Còn đây là cái càng gạt bên phải. Đó, nó còn con tem luôn nè nè anh em. Cái tem là cái system của nó là Shimano, của hãng Shimano, đồ dụng cụ đồ phạt rồi đó. Cái tay thắng nó còn zin luôn, rất là cứng cáp, đây rất là mềm, chạy chống đi cái nó làm miếng cao su này nè, nó chống đi cái tay mình bị ướt á, mình bị ẩm ướt á, để mình cầm nó bị trơn tay đó. Cái này hơi sét một chút, nó cũng sơn ngay cái tay cầm nè anh em coi đó, mọi người coi sẽ biết xe này rất đẹp. Xe này đúng ra MC cũng định giữ chơi cổ nhưng mà nhiều quá. Nếu anh em nào mà ở phép vui gái con so sẽ biết MC chơi đồ cổ nhiều lắm. Xe đạp thì mới chơi sau này cũng khoảng năm mấy nay thôi, vừa mua bán vừa trao đổi vừa collection luôn đó. Đây cái này mấy cái đùm để mình đổi nè anh em coi ha. Cái này thì được cái đùm sau 5 dĩa, 1 2 3 4 5, trước thì 2 dĩa thì 5 nhân cho 2 thì là 10 đó. Cái này cho anh em nào thích vừa đạp xe chiêm ngưỡng mà vừa cũng có cái thú vui tao nhã cũng như là sưu tập xe đó thì là quá hợp lý luôn. USA luôn anh em nhé. Đây. Chiếc này rất là đẹp. Em xin nhiều xe lắm anh em ơi. Thành ra nếu mà hợp lý thì anh em nào nhanh tay thì còn, lẹ tay thì hết luôn. Đó cái màu cũng màu zin luôn ha, không có sơn ha. Tại vì ở bên Mỹ này chiếc xe mà cái hiệu nào bất cứ mà mình sơn là nó sẽ mất giá trị. Thành ra cái thứ nhất mình cần phải có cái tem, cái tên của hiệu xe và cái đời, thí dụ như đó anh em. Đó. Đây nè, những con tem này MC không có lột ra, để như vậy luôn cho nó có ghim nó đúng bài bản luôn. Đây cái mặt trước cái sườn nó USA luôn. Đó. Thì MC nhắc lại một lần nữa là chiếc này là được sản xuất năm 1991 và tốc độ là 10, có tốc độ là chỉnh lên xuống là 10,
kêu là 10 speed đó. Hai cái dĩa lớn trước, cặp đùm sau thì 5 5 găng là 5 dĩa nhỏ. Đó, thì MC cũng sẽ đưa lên Facebook và bán luôn. Cái video này thì MC chỉ quay để chia sẻ cho anh em nào mà đang subscribe channel của MC đó, bạn bè hay là bất cứ ai thì sẽ coi để theo dõi, để chiêm ngưỡng, và nếu có cái thích thú gì sưu tập á thì mình có thể giao lưu. Anh em nào có coi YouTube thì nhớ để comment bên dưới, bình luận, MC sẽ trả lời cho tất cả anh em. Đây, chiếc này cũng không có hư gì hết luôn anh em. Chiếc này chỉ cái bánh nó cũng còn khoảng 80%, còn cái dàn xe đó, cái rim ở cái mâm xe thì nó không có hư, nhưng mà nước sơn nó bị dập dập thôi, nhưng mà mấy cái đó chỉnh lại, chỉnh sửa lại là mấy kia nói chung là phục hồi á, dễ lắm, không có gì khó hết. Đây cái bánh trước, ngay cái rim nó cũng còn cái tem của cái hãng nè, anh em coi kỹ ở đây, nó vẫn còn ha, chứ nó bị dập dập ngay đây là nó. Mấy này là xử lý nhẹ, không có gì phải lo lắng. Còn đây là cái size của bánh xe nè, 26 inch nhân 1.75 là cái loại bánh xe nhỏ đó. Đó. Xe này em si mua cũng hơn năm rồi. Hôm bữa lúc mà từ ngày bị dịch đó, Covid-19 á, là em si nghỉ làm neo nhà cũng gần 6 tháng, em si tự trau dồi nghiên cứu lấy, tự học hỏi luôn. Tới ngày nay cũng được cái nghề sửa xe, nói chung là không giỏi nhưng mà cũng còn học hỏi anh em rồi đi trước, nói chung là vậy. Nhưng mà cũng phải có, cần phải có sự kiên nhẫn và đam mê nữa, chứ không phải chỉ theo đồng tiền thôi. Mình sưu tập bất cứ cái món gì, hoặc là theo về cái giá trị, cũng như là nước nào sản xuất, thí dụ như đó, hay là cái chất liệu nó là gì. Chất liệu này là chiếc xe này chất liệu sắt nha anh em. Nhìn chiếc xe rất là cứng cáp và rất là kêu bằng là mắt mắt. Tuy nó không đặc sắc cầu kỳ như những chiếc xe Jack hay là Special hay là xe loại đắt đắt tiền, nhưng mà nó nhìn rất là lịch sự. Nhất là cái màu nó đánh vào con mắt người ta rất là mắt. Bên đó, anh em coi kỹ màu xanh, còn này bên màu tím, mà nhìn gần lại thì nó ôm ray ngay khúc này đó, đây ngay đây đó. Thì anh em nào có đam mê sưu tập xe đạp, hoặc là mình mua chiếc xe này về mình đạp, vừa đạp mình vừa giao lưu với anh em nào có đạp xe cũ đâu á, Class by hay là Winay by á, thì cứ giao lưu rồi gặp mặt trao dồi rồi học hỏi thêm những kiến thức về xe đạp vân vân. Đó, thì hôm nay thì MC quay xong cái video này thì MC cũng chụp hình rồi post lên Facebook luôn, bán luôn chứ để nhà nhiều quá. Hồi nãy thì MC cũng có quay một mớ trong nhà của chị hàng xóm này nè, chiếc trước đó đây nè, MC chỉ nè, đó. Thấy không? Vừa của chị hàng xóm, vừa của MC, vừa của mấy đứa nhỏ, vừa mua bán lung tung. Cái này chỉ là phần nhỏ thôi nghe anh em nhé. MC còn ở ngoài cửa nữa, để hôm nào MC rảnh MC quay chia sẻ anh em coi. Cái này chỉ là phần nhỏ bên trong thôi nha. Bên trong thì cũng thấy hơn chục chiếc rồi đó. Đó, thì chiếc xe này hình như là cho mấy người cao, chiều cao có thể là từ 5 feet rưỡi tới 6 feet chạy được. Và cái này mình còn đưa nâng nó, đưa nó lên cái ghế này nó cao được nha anh em nhé. Dưới ngay cái cổ xe nè, mình dân ốc mình đưa nó lên cũng được nữa. Thì nếu anh em nào trong nghề á, MC nói thì sẽ hiểu thôi. MC cũng mới vào nghề đây cũng hơn năm nay thôi.
thì cũng cần phải học hỏi rồi những người đi trước. Nói chung là vậy. Rồi chiếc này chiếc thứ nhì anh em nhé. MC sẽ cũng dừng cái clip tạm tại đây để MC làm cho xong, ở đầu quay cái chiếc thứ ba tiếp tục. À, chiếc này MC nói lại một lần nữa là chiếc này của Mỹ, hiệu Gold Master 10 Speed, và được gắp tại Mỹ, là của Mỹ gắp luôn đó. Nhưng mà đồ phụ tùng này kia thì cũng mua của Shimano. Đây, nó để nguyên cái label còn ở đây, Shimano Index System đó, còn ghim hết luôn. Chiếc này hình như là em suy nghĩ chắc cũng khoảng ghim 90% thì có. Cái bánh này em suy nghĩ chắc cũng không phải bánh ghim đâu, tại 30 năm rồi bánh này không phải ghim đâu, chắc người ta cũng thay nữa. Nó cũng hơi nứt chút đỉnh nữa. Đó. Cái xe cái bánh nó thì 26 in, 1.75 là cái bánh nó ốm đó các bạn đó anh em. Đó rồi hai chiếc đây, cái càng gặt nó càng gặt đẹp. Hồi xưa ngay đây là cái mũ, cái càng gặt nó bằng mũ cứng á, thành ra cái này mình đừng gặt nhiều quá, mình mà gặt nhiều quá nó sẽ dễ gãy, nó giòn nó gãy. Cái bên trái á, thì cho cái dĩa trước này, hai dĩa này, còn nếu mình dùng ở bên phải mình chỉnh cao thấp speed đó, lên đèo xuống dốc rồi đó, thì cho 5 cái dĩa sau này. MC cũng xin góp ý luôn là nếu anh em nào có mua xe, bất cứ xe cũ xe mới hoặc là những xe đắt tiền cũng vậy, nên đừng có chỉnh cái đề này nhiều quá. Tại sao? Cái thứ nhất là đừng cho con nít, mấy con em bé, mấy đứa con em mình đó, ví dụ lên cái tốc độ nào mình chỉnh một lần thôi, đừng có chỉnh tới chỉnh lui dặn nhiều quá, cái còi này nó sẽ gãy, cái ngồi nó sẽ gãy, nó dễ gãy lắm. Còn không, cái thứ hai nữa đó là nó làm cái bánh, nó làm cái cọng dây sơn này nè, nó hay nhẹ chạy tới chạy lui, nhiều khi lỏng quá hay chặt quá đó nó sẽ bung, hoặc là nó dướng ngay cái mé này đó. Nếu trường hợp mà mình lên xe mà mình chỉnh nhiều quá đó, mình chỉnh cái nút kia nhiều quá đó, cái nút mà lên đời đó, lên xuống đó, hai lô á, không tốt. Nếu anh em nào á, có thật tình mà mình muốn giữ cái chiếc xe nó lâu bền và ít bị tốn tiền để sửa chữa những cái mình chưa hiểu đó, thì mình nên mình chỉnh cái nào nó cố định một cho cái clip nào đó, ví dụ là mình xài luôn chứ đừng có chỉnh lên chỉnh xuống, thằng này nó dễ hư lắm và sẽ dễ gãy lắm. Cái đó thì theo kinh nghiệm của MC mua bán xe làm thì mới 1 năm thôi nghe anh em, nhưng mà MC tháo xe ra nhiều và mua bán đồ rất là nhiều xe, rất là nhiều nhiều xe luôn, thành ra cũng tự nghiên cứu trau dồi lấy, tự học hỏi lấy, nhờ cái là thực tập được nhiều. Chứ khi mà mở xe rồi gắn xe gắn gáp sửa chữa đó, thành ra càng ngày thì MC càng biết nhiều, chứ MC không có học trường lớp thầy nào chỉ MC hết đó. MC đi vòng cho anh em coi nè. Chiếc này thì MC chắc đăng lên Facebook bán chắc 85 đô. Dòng xe này của nam, mà nếu nữ vẫn chạy hoặc vẫn bình thường, tại vì cái sườn nó thẳng á, thì mình số nhiều là cho là xe nam, còn những cái sườn mà nó cong cong á thì cho cái dòng xe cho nữ. Cái đó thì MC góp ý rõ ràng luôn cho anh em biết. Thôi giờ MC phải dừng cái clip tại đây, chút nữa MC sẽ quay chiếc thứ ba nhé. Rồi tiếp tục luôn nha mọi người ơi. MC xin chào tất cả mọi người và anh em nha. Hôm nay là MC quay chiếc này là chiếc thứ ba.
sẵn dịp con ở nhà chưa đi làm thì MC cũng cần dọn dẹp xe và bán bớt xe cổ của MC. Có lịch cũng hơn năm nay rồi. Đó, thì anh em cũng thấy rồi đó. Rồi, vô luôn đi. Bây giờ chiếc này là xe Mỹ. Chính hãng của Mỹ gáp luôn anh em. Chiếc này được sản xuất hồi tháng 11 năm 1980 của Mỹ luôn. Hiệu thì hiệu Opel đây. Anh em coi kỹ nhé. Khề mặt nè. Đó. Chiếc này thì mình kêu là xe đòn chắc. MC qua Mỹ cũng lâu rồi, thành ra không nhớ dùng là cái cho cái tên gì. Chắc chắc kêu xe tầm dông gì đó. MC nói nếu mà không đúng thì anh chị em biết thì comment bên dưới bình luận để cho MC học hỏi thêm nhé. Đó, chiếc này nó giống như cái màu cà phê vậy đó anh em. Rất là đẹp. Nó đơn giản, nó không có cầu kỳ nhưng mà nhìn rất là đẹp mắt. Cái xe này thì cho mấy người cao thì từ khoảng MC không biết tính mét bao nhiêu. Nhưng mà tính về foot á thì khoảng từ 5 foot 5 5 feet 7 tới 6 feet hoặc 6 feet 1, 6 feet 2 tùy. Xe này á thì dùng thắng thì bằng thắng đùm. Thành ra cái chỗ này nó trống rất là sạch sẽ. Không gỉ nữa các bạn nhé. Đó. Bánh xe thì hơi mòn nhưng mà vẫn còn giữ vẫn chạy tốt. MC mới bơm cứng nè, không gài là để ngoài á. Tại mùa đông đâu mua bán gì được đâu. Đó, cái bánh xe thì 26 in nhân 1 3/8. Đây, đây còn cái tem của hãng luôn nè. Anh em coi đó. Ohel Company nè, nó USA nè. Cái chữ nhỏ ngay đây là cái ngón tay em suy chỉ nè, đó, vào tháng 11 năm 80 đây nè. Nhìn kỹ đó thì anh em sẽ thấy đó. Cái chổi xe rồi còn zin luôn. Cái ghế ngồi cũng còn zin của xe luôn. Nói chung là 100% là zin luôn á. Đó. Cái này cũng có cái dành xe, cái dành hay cái dè vậy đó, MC cũng quên dùng cái từ Việt Nam. Nhiều khi cũng dùng không đúng, không đúng cái từ ngữ, mong anh em có coi thì góp ý cho MC học hỏi thêm nhé. Nhiều từ ngữ, động từ của tiếng Việt các MC không có dùng tới, lâu lâu nói sẽ bị chặt ruột. Mong anh chị em có coi bỏ qua hoặc là bình luận góp ý cho MC học hỏi thêm nhé. Chiếc xe rất là ngầu, nó làm rất là đẹp, sản xuất. Đó, anh em coi nè, từ đây nó ốm là nó thon ha, nó đưa ra đường dài nè. Đó. Này thì thẳng luôn, nó đều, mấy mé này nó đều. Chở giờ nó lại nó tút này ốm nó đẹp, rất là đẹp. Đó. Xe này nhìn không thấy cái mối hàn luôn nha anh em. Anh em coi kỹ cái này là nó bỏ vô máy rồi nó bóp lại luôn nè, thấy không? Không thấy mối hàn luôn nha. Kỹ thuật rất là cao. Anh em nhìn kỹ hay đó, không thấy mối hàn luôn. Mà dài xuống đây, bên này cũng vậy nè. Này là cái ghế xe. Không thấy mối hàn luôn ha. Đây, xin quay kỹ cho. Mé bên này thì nó hàn bên mé này. Suy nghĩ chắc nó bỏ vô máy rồi nó ép lại. Thấy không? Không thấy mối hàn luôn nè, rất là đẹp. Chiếc này năm 80 nha anh em. Anh sẽ nói một lần nữa là năm 80. Ngay đây nó hơi bị chốc một tí thôi mà không sao. Một động tốt này như cái miếng mũ này. Có để chữ gì dưới này không biết.
Xe này thật sự thì MC cũng không muốn bán nữa, nhưng mà thì MC cũng quay phim để cho làm một cái clip cho nó đủ cái clip, giống như khoảng từ 7 chiếc, 10 chiếc thì tùy theo MC quay trong bao lâu. Đó thì sẵn chia sẻ cho anh em luôn. Chiếc này MC có post trên Facebook rồi á. Nếu anh em nào có muốn biết thêm chi tiết á, trên Facebook của MC là Dot Đen. Dot là như là doctor á. Đen là DAN. D A N. Đó. Chiếc này sạch sẽ lắm anh em ơi. Chiếc này thì cho mấy người từ cao á, chân dài tới nách luôn. Cao từ 5.7 feet foot á tới khoảng 6 foot. 6 feet 1 cũng được nữa. Tại cái ghế này mình có thể chỉnh cao được nữa nè, đó. Rồi cái ngay cổ tay cầm nè, cái cổ xe nè, mình cũng có thể đưa lên nữa. Mình mở cái ốc này nè, lúa xuống ra đưa lên nữa. Thì nếu anh chị em nào có chơi xe cổ á, xe đạp thì sẽ biết thôi. Đó. Chiếc này cái màu nó ngắt ngầu, sạch sẽ. Như đây nó hơi chạy chút đỉnh cũng không sao. 1980 rồi, cũng hơn 40 năm rồi. Ồ, hình như là 40 năm đúng luôn nha anh em. Tại vì MC sinh năm 74. Thì MC cũng 46 tuổi rồi. Thì chiếc này 80. Ồ, chiếc này cũng 40 năm rồi. Đó. Cái màu và cái tay cầm nè. Nó mát với cái màu sơn luôn anh em. Đó. Này, cái này để chá để người ta tránh mình được, người ta đừng có tông mình. Cái đi theo cái hoa văn rất là cầu kỳ. 40 năm ở này không có gỉ sét nha anh em. Rất là tốt. Cái chất liệu sắt này rất là cao. Đó. Màu green luôn, rồi cái ghế ngồi này đó, nó cũng mát với cái màu xe luôn. Đó. Chiêm ngưỡng cho anh em coi nhé. Chiếc này là chiếc thứ ba rồi. Hôm qua thì MC thâu hai chiếc, mà tại vì bận bịu công việc nhà phải làm chứ không phải cả ngày chỉ quay xe rồi bán xe thôi, đủ thứ chuyện để cần phải làm hết đó. Thì trong thời gian MC còn nghỉ ở nhà thì MC sẽ làm thêm nhiều clip cuộc sống thật ở Mỹ. Có gì thì lạ thì MC quay clip chia sẻ anh em coi cho vui. Đó. Bây giờ thì rảnh thì chia sẻ về mấy chiếc xe cổ, xe đạp của MC sưu tập. Đó. Nhìn đẹp lắm anh em ơi. Chiếc này MC nói chung là MC không muốn bán nha anh em. Nhưng mà tại vì nhiều quá thiệt. Mấy chiếc này nhìn nó rất là đẹp, nó khô lắm, nó ngầu lắm. Thì đăng như vậy trên Facebook gì đó thì anh em nào có thích thì mua, còn không thích thì MC vẫn giữ kho lạch thôi, chứ thật sự mấy chiếc này thật sự MC không có ý muốn bán luôn á, nói chung là vậy. Mà biết đâu có anh em nào có đam mê về xe đạp cổ đó, thì nếu có duyên đó thì gặp được chiếc này thì hợp lý thì mua thôi, vậy thôi. Chứ thật sự MC không muốn bán chiếc này thật sự. Đó. Anh chị em coi cái màu rất là đẹp. Sạch sẽ luôn. Cái sườn là không thấy mối hàn luôn nha. MC quay gần cho anh em coi nè, không thấy mối hàn luôn ha. Rất là đẹp. Chiếc này 40 năm nghe anh em. Nó sản xuất hồi tháng 11 năm 1980 đó. Đây miếng sào bản bự chà bá luôn. Này dòng sắt nè, dưới nó có cái lò xo để mình ngồi nó nhúng nhúng không có đau đít. Đây móp chút đỉnh này thì mở ra đập nó lại được, không có gì quan trọng hết. Cái ghim này cũng tốt. Đây quá đẹp.
cái đùm ở đây. Đây cái đùm xe, xe này thắng đùm. Đó. Hôm bữa em Si mua về cũng 7-8 tháng rồi. Em Si để dọn dẹp này kia đó, bơm đồ, bánh xe đồ ngon lành, chỉ lên là giọt thôi. Em Si phải về chùi sạch sẽ rồi em Si mới coi lách sành chứ không có để dơ được. Trước khi bán cho khách cũng mình thun ốc dọn dẹp vô dầu nhớt rồi cho chạy cho nó smooth, cho nó ngon lành đó. Thì anh em nào có đam mê xe đó thì vô cái channel của YouTube channel trên tên là MC Đại Gia YouTube channel, cứ lên đi rồi coi MC chia sẻ về cuộc sống, du lịch, ăn uống, birthday party hoặc là đám cưới này kia nọ đó. Những chuyến đi chơi, ví dụ đi hiking như đi đèo, đi núi rồi đó. Thì có gì mới lạ đó thì MC gắng mà làm tốt những video mới lạ độc đáo đó cho anh em coi cho vui. Thôi MC cũng tạm dừng cái clip tại đây nha anh em. Tại vì MC cần phải lấy xe khác vô rồi chụp hình rồi đăng lên Facebook để bán rồi sẽ quay video tiếp tục. Đó, anh em coi kỹ nó rất là đẹp nha. Rồi, tiếp tục luôn anh em. Chiếc này là chiếc thứ tư, màu xanh. Chiếc này cũng để coi, chiếc này đời 2000. Cái này là Superban, cái hiệu cũng giống như chiếc xe du lịch nhá, Superban này 10 speed, sản xuất hồi 1984-86. Chiếc này thì của hai nước hợp tác làm, Mỹ và Pháp. Cái màu thì còn green. Đây cái năm như nó sản xuất ở Minnesota nè. Đây. Đó. Đó đây, cái chữ Minnesota nè. 1984 1986. Họ còn nhắn nữa là lock your bike, nghĩa là phải khóa xe lại, sợ đang cấp á. Đây. Hãng gốc của nó luôn. Queen Chicago. Chiếc này đặc biệt lắm nha mọi người. Cái này thì giống như chrome mà chống gỉ nè. Cái bằng đề thì ngay cái mé này. Đây cái mé này. Tùy theo cái đời xe nó nằm ở đâu nha anh em. Đây lúc nó nằm dưới đây. Mà đây lúc nó nằm ở đây nữa. Đây nằm ở đây. Đó, hai gạt đề nè. Bánh xe thì hôm bữa MC mua của hai chồng Mỹ thì bánh này họ thay chứ không phải là bánh ghim của nó, nhưng mà bánh còn mới tinh rồi. Này gốc bay đó. Thì chọi xe ghim luôn, màu ghim giữa cái bánh, hai cái bánh thì thay thôi. Cầm với niềng sườn đều ghim hết, cả cái ghế này cũng ghim luôn. Đây. Đây. Nó cái ghế ghiền luôn. Cũng có cái dè luôn. Ánh sao thì nó lại làm dài cái đèn để mà nhá đó, chiếu lại ánh sáng á. Nó lại cái bảng dài cho nó đều với cái dành này. Đó. Đó, cái mé này anh em coi nó có hai cái dĩa lớn, dĩa nhỏ, dĩa lớn nè. Nhưng mà cái bàn đạp á, nó làm rất là đặc biệt, là
lúc mình đạp tới thì xe nó chạy, nhưng mà lúc mình lui thì nó quặn lỏng như sên đó, chứ nó không có dướng vào cái cọng như sên mà gè gè giống như mấy chiếc xe khác. Để em xin qua bên kia em xin quay để chỉ anh em coi cho rõ hơn. Đây cái mé này anh em coi dễ nè. Ví dụ thường thường mình ví dụ thường thường á mình đạp tới đúng không? Đây là cái bàn đạp ha. Mình đạp tới á thì chiếc xe nó sẽ chạy, nó kéo cái bánh sau ha, đúng không? Này nó smooth luôn nè anh. Đó. Quen cái nó có chớn dữ dội luôn đó. Nhưng mà chiếc xe nó đặc biệt, nó design trong này nè. Cái ngàm nó đó, lúc mình kéo lại nó không có dướng cọng dây sên nha anh em coi kỹ nha. Nè. Thấy không? Tất nhiên là mình quay cái ngược lại được. Thường thường mấy chiếc xe thường á, nếu mình kéo mà cái bàn đạp ngược lại đó thì nó dướng vô cọng dây sên nha, cọng dây sên nó sẽ quay, đúng không? Nhưng mà cái chiếc xe này rất là đặc biệt, này của Pháp với Mỹ hợp tác làm. MC mà kéo ngược lại á thì cái dòng này nó quay thôi chứ nó không có phạm tới cọng dây sên. Đó, giờ MC vừa chiếc xe vô cái mé bàn này. Nãy nãy nó cái chổi thắng này nè. Nếu MC dựng thì MC quay sẽ kéo dướng cái chổi chổi thắng. Ô cái chổi xe đạp. Coi nè, giờ anh MC quay cho anh em coi ha. Thường thường chiếc xe thường mình á mình kéo ngược về. Đó anh em thấy không? Anh em thấy cái tay của MC không? Quay nè. Thì nó sẽ bị cái dĩa này nè, nó sẽ dướng vô cọng dây sên, và cọng dây sên nó sẽ đi ngược chiều lại, nó đi chung với cái dĩa. Nhưng xe này nó thiết kế á, mình đạp tới á, cái bằng đạp tới á thì nó kéo cái bánh xe đẩy thì mình chạy, nói chung là mình đạp. Còn nếu mình đẩy ra sau á, nếu mình đẩy ra sau á thì cái nó chỉ quay cái ngầm này thôi, nhưng mà cũng như sơn nó không có đi theo nha. Bây giờ MC sẽ quay cho anh em coi, anh em coi kỹ nha. Đó, anh em thấy không? Ú cha ngã này, kệ không sao. Đó anh em thấy không nè, đây cộng như sơn nó không có nhúc nhích luôn ha. Chiếc này nó chế rất là độc đó, anh em thấy không? Nghe cọc 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 nè. MC quay ngược về nè. Đó đó, chiếc xe thường thường mình quay ngược về cộng như sơn nó sẽ quay ngược về, nó đi chung với cái dĩa quay. Nhưng mà thằng này nó thiết kế rất là hay, đặc biệt đó nha. Anh em thấy không? MC quay ngược về nè. Đó thì nó chỉ quay cái ngàm cái cục này thôi, nhưng mà nếu quay phải á thì cọng dây sơn nó mới nhúc nhích nè. Đó anh em thấy không? Đó thì chiếc xe nó mới hoạt động chạy được. Còn quay ngược chiều là dứt khoát cọng dây sơn nó nằm yên, nó thiết kế sao mà cái dĩa nó không có vô cái ngàm đạp này nè, nó không có vô cái dĩa, thành ra cái cọng dây sơn nó không có mù được. Đó anh em thấy không? Nó ha, đặc biệt không? Nó chỉ có đạp phải đạp tới á, thì nó mới dướng như cọng dây sên thì nó mới xe nó mới hoạt động được. Chiếc này nó thiết kế rất là độc. Nói chung là một chiếc xe, một mẫu xe, một nước, một quốc gia là một kiểu xe thì nó có chức năng khác nhau, nó đặc biệt khác nhau, nó không có chiếc nào giống chiếc nào hết nha anh em. Thành ra MC thích và đam mê nó, nhiều cái nó hay, nó lạ, nó độc, nó khác nhau và nó hay và nó hơn nhau một chỗ nào đó. Thì MC chỉ góp ý cho anh em, anh chị em nào có chơi xe đạp cổ thì sẽ hiểu thôi. Rất là đam mê. Chiếc này là MC hôm bữa mua chung với cái chiếc màu nâu này. Đây, chiếc màu nâu này. Chiếc này là của người vợ chạy, còn chiếc màu xanh này là của người chồng chạy. MC đưa mua một cặp này nữa. Đó. Chiếc này thì giờ con gái của MC nó thích, nó muốn xin chiếc này để nó chạy đạp vòng vòng tập thể dục exercise này kia nọ đó. Đó. Còn cái chiếc xanh này thì MC cũng định giữ collection, nhưng mà MC cũng vẫn đăng thôi. Nếu anh em nào có duyên thì
sẽ mua được giờ 1 giờ để chạy, để đạp. Còn 2 thì anh em có thể trưng bày trong tiệm quán, tiệm ne, quán cà phê, chợ hoặc tiệm tóc, thí dụ đó. Mình trưng bày để gợi lại kỷ niệm những thời thơ ấu mình gần gũi với chiếc xe đạp, vân vân. Đó, cái màu xanh đó là màu xanh gin luôn. Có cái niền, cái dè này cũng màu xanh gin của nó luôn, chưa sơn. Đây chữ còn gin luôn, còn tem luôn. Đây cũng còn tem luôn, còn tem hết. Chiếc này đặc biệt là cái phần hàng không có thấy mối hàng nha anh em. Anh em coi kỹ coi nè, nó làm rất là đẹp. Nó bích mối hàng luôn, đó. Đó, nó niền, nó liền lạc luôn, thấy không? Liền luôn, không có thấy mối hàng luôn. Dài tới đây, ở đây thì có cái mối nó gấp này. Rồi cái này thì nó bóp bên này. Đây, ha. Đi xuống tới đây luôn, đó. Rất là đẹp, đây nè. Không thấy mối hàng luôn ha. Nó làm rất là kỹ. MC nói lại lần nữa là chiếc xe này của Pháp và Mỹ hợp tác để chế ra chiếc xe này nha anh em nhá. Mấy này hôm bữa hơi xét xét thì MC cũng đánh sơ sơ lại cho nó bớt bị tan á, chứ nhẹ nhẹ lại cũng không dám đánh mạnh. Nó cũng xài mấy cái đồ phụ kiện của Shimano nữa nè, có chữ Shimano trong này nè. Đây chữ Shimano nè, nó cũng xài phụ kiện của Nhật nữa nè. Thì tính ra chiếc xe này là ba nước luôn rồi, phụ kiện Nhật rồi của Pháp nữa rồi của Mỹ nữa, là ba nước luôn đó. Shimano đây nè, có chữ ở đây nè, như cái ngón tay MC chỉ nè. Đây đó. Xe này nó đặc biệt lắm. Cái màu gin toàn bộ là gin hết, chỉ có hai cái bánh xe thôi là chủ họ thay mới còn như là tất cả là gin hết đó. Thì giờ quay cho anh em chiêm ngưỡng. Anh chị em nào có sở thích sưu tập xe đó thì có cái gì muốn góp ý cứ bình luận bên dưới clip, MC sẽ trả lời cho từng người một. Và MC cũng giao lưu và học hỏi thêm nhé. Chiếc này bây giờ mấy người mà đạp á, nam hoặc nữ, đúng là cho nam, nhưng mà nữ nếu cao chân dài thì vẫn chạy được thôi. Chiếc này cũng phải từ 5'7" tới 6'1" mốt hoặc 6 feet cũng được, là chạy vừa chiến luôn. Tại cái ngay cái cổ tay cầm này nè thì họ đã đưa lên cao rồi nè, đó. Cái này không biết phải ghim nhưng mà thấy cái màu đen, thường thường cái này màu inox thì cái này phải màu inox chứ tại sao này màu đen, có thể họ thay cái này. Em suy nghĩ như vậy. Nó không có mát với cái tay cầm này. Đó, nhìn cái ngàm hai cái này á, nó rất là gấu. Chiếc này là 84 tới 86 nha anh em, 1984 tới 86. Đây, để MC quay lần nữa cho anh em coi đây nè. Rất là đẹp. Cái chiếc này cho mấy người cao chạy, chứ còn MC chạy phải leo lên chằng chịt lắm. Gửi có chuyện gì á, chỗ này không kịp cũng mệt lắm. Đó. Ở chỗ cái cục bằng đạp nè. Nó còn nó nhạy dễ sợ, nó smooth dễ sợ ha. Thì hôm bữa MC về cũng bỏ dầu rồi thêm đó, cho nó smooth đó. Đạp cho người ta dễ dàng chút. Cái lá nó nằm đây. Đó. Thì hôm nay MC cũng quay video clip chia sẻ anh em coi cho vui, chiêm ngưỡng. Rồi MC cũng sẽ chụp hình đăng lên Facebook
nếu anh chị em nào có duyên thì sẽ hốt em này về, còn nếu không duyên, không có anh em nào, anh chị em nào để tâm mua thì MC cũng vẫn giữ để giữ trong bộ sưu tập xe cổ của MC thôi, vậy thôi. Thôi MC cũng xin tạm dừng clip tại đây, nhưng mà MC cũng sẽ quay nữa chứ không phải là hết luôn. Tại ngày nào rảnh thì MC quay một hai chiếc lên rồi MC gắp vô là một cái clip, video clip cỡ 5-7 chiếc, chục chiếc á, tùy theo cái thời gian quay ít hay nhiều, dài hay ngắn thì chia sẻ anh em coi tiếp. Hiện giờ thì MC sẽ xin tạm dừng clip tại đây và sẽ rảnh MC sẽ quay tiếp nha. Đó thì cứ anh em nào có chiêm ngưỡng, thích xe đạp, sưu tầm xe đạp, sở thích giống MC á, nếu có coi cái video clip này thì cứ bình luận bên dưới góp ý. MC cũng cần phải học hỏi thêm những anh chị em đi trước. Vậy nha. Rồi, tiếp tục luôn anh em ơi. Chiếc này chiếc thứ 5 anh em ơi. Chiếc này hiệu Hopfi. Đây, hiệu Hopfi. 18 speed index shifting. Chỉnh tốc độ được 18, cao thấp được 18. Đây. Thằng này đặc biệt nha anh em. Active spring response. Chiếc này thì như là của Mỹ, sản xuất bên Mỹ, made in Mexico. Hopfi. Thằng này thì được sản xuất tháng 7 năm 2000. Bây giờ là 2021, là 21 năm. Cái chiếc này đúng ra MC không có bán. Để chữ not for sale. Nhưng mà thằng cháu rể tương lai nó qua nó thấy hợp lý rồi. MC bán cho nó, vừa bán vừa kiểu như vừa tặng nó luôn. Thì cho nó bảo hành là nguyên năm luôn. Nếu có bánh xe có bị bể hay có xì hay thắng thì kia có hư đó, thì MC sửa cho nó. Đó, mời anh em coi nè. Đó. Cái này loại mountain bike. Là chạy ở ngoài đường trường cũng được, mà đường núi, đất đều chạy được nha anh em. Đây cái vỏ mới tinh luôn, cáo cạnh luôn. Đó. Trước thì có cái phuộc nè. Tại MC nhiều xe quá. Bên đây thì có cái chuông MC gắn, bữa mua không có cái chuông, cái này chuông MC gắn với cái kiến hậu. Đó. Thì hồi cái ghế này nhỏ quá thì nữa thay cho nó. Đó, cái này màu bạc. Bên trước thì màu xanh. Hai bánh là coi như mới cáo cạnh luôn anh em. Còn gai luôn nè, nè. Còn cổng gai luôn. Bánh sau cũng vậy, màu thành bay. Xe này MC đúng ra không có bán anh em ơi. Nhưng mà tại vì xe nhiều quá rồi, bây giờ phải bán bớt để nhà chị hàng xóm nhiều quá, bà cầm ràm cũng nhức đầu lắm. Là mấy cái miếng này thì MC mua ở Việt Nam đem qua nè. Để cho nó xay, để nó clean cái đùm á. Đó. Đó, mấy cái móc này MC móc vô. Xe này thì MC vô dầu, thun up đồ sạch sẽ hết rồi. Nói chung là xe này chỉ có leo lên chạy thôi. Đây thì có cái đèn sao bữa MC mua, hình như nó có sẵn MC gắn lên quên rồi, lâu quá rồi. Đó cái đèn nó nhá nhá được đó, anh em thấy không, nó nhá nhá luôn. Để mình có chạy bằng đêm hay chiều tối á, để người ta thấy người ta tránh mình thôi, nó tông mình. Cái đèn này hiệu beo luôn. Cái ghế này ghế ghim của nó luôn, nhưng mà nhỏ quá. Đó, cái ghim của nó hấp phì luôn. Đó. Sạch trơn luôn anh em.
Nhưng mà cái dấu hàng thì nó có thấy, tại vì này của Mexico, nó sản xuất bên Mexico, nó lắp ráp bên Mexico. Đấy. Nó hàng thấy nhưng mà nó kiểu chìm chìm chứ cũng không có cộm gì mấy. Đó, sạch sẽ, ngon lành. Xe này 18 speed nha anh em. Chiếc này là chiếc thứ 5 mà MC quay dồn lại một cái clip luôn, nhưng mà chiếc này là chiếc thứ 5. Khoảng 7 đến chiếc, 10 chiếc gì đó. Thì MC sẽ làm cái clip dồn lại chung cái một cái clip video clip để chia sẻ anh em coi. Này nó cũng special nè, nó cũng đặc biệt performance. Cùm phát gì đó, Shimano này nó cũng xài cái phụ kiện của Shimano của Nhật luôn. Đây. Bánh sau thì 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 1 2 3 4 5 6 chứ. 6 lần 3 thì 18. Cái đùm sau thì 6 dĩa nhỏ. Đùm trước thì 3 dĩa lớn. Này bằng đạp còn zin luôn của nó luôn. Đây. MC kết nhất là cái tay cầm này. Nó cứng cáp, nó không có trơn, nhưng nó không có bị làm cho cái tay mình ra mồ hôi, nó làm rất là cứng cáp. Miếng cao su này cứng cáp lắm. Bên này cũng vậy luôn nè. Đó. Đó. Thì hôm nay thì MC chỉ thay cái ghế thôi, cái ghế ngồi thôi. Là cái ghế, những ghế ngồi nó hơi nhỏ quá, cái bề ngang nó cũng nếu bề bầu á thì khoảng gang tay, mà nếu để thẳng thì chưa tới gang tay, nó nhỏ quá, nó ngồi đau đít. MC lấy ra. Đó. Đứng xa cho anh em coi. Đây. Này cứng cáp lắm. Được cái có cái sót trước nữa mình chạy dần á, nó chịu cho mình, thành ra giữ chiếc xe nó không có bị dằn, nó bị sốc nhiều. Giống như nó bị dằn á, chiếc xe nó quặt quặt á. Cái sốc này nó đỡ lắm. Xe còn ngon. Xe này thì cũng còn khoảng cỡ 7 8 8 8 80 85% good. Good là cái nghĩa là cũng như nó chạy chụa, hay là để nói về cái phần nó bị cũ nha anh em, chứ không phải là nói về nó hư thì nó không có hư nha. Chỉ là nó 21 năm rồi. Chiếc này nghĩ chắc mấy người mua trước đó cũng để trong mấy cái gara hay là trong nhà kho xe đâu á, ít chạy đó, rồi họ cho mấy chợ cũ MC thấy MC mua về, chứ không có hư gì hết. MC chỉ bỏ thời gian MC chỉ bỏ thời gian ra vô dầu chỉnh mấy cái bố thắng, rồi chỉnh mấy cái tay thắng này cho nó ngay á, chứ mua chiếc xe lúc nào về nó cũng không có hoàn hảo như mình muốn được. Rồi MC chỉnh cái bánh cho nó ngay để nó nằm chính giữa cái gầm nè, nó đó đó, sao cũng vậy nè, chỉnh chính giữa cái gầm luôn. Anh em này coi kỹ sẽ thấy cái gầm, cái bánh đó, nó nằm giữa cái sườn luôn, nó mới đẹp, chạy nó không có bị gơ bánh. Trước khi mua thì MC cũng check này kia kỹ càng hết rồi, nói chung không có gì problem hết. Thì nghề dạy nghề anh em ơi, mấy anh em ơi, chứ mới vô nghề cũng bị dấp này kia cũng nhiều lắm. Từ từ cái rút kinh nghiệm lại, mình kiểm soát rồi kiểm tra chiếc xe cho nó kỹ càng chút trước khi mình mua. Chiếc này MC chạy thử rồi, everything good luôn, không có gì problem hết. Chiếc này MC định giữ collection đó, nhưng mà nhiều quá. Chiếc này 21 tuổi rồi, 21 năm đúng luôn. Đó. Nhìn rất là cứng cáp, tuy nó không có cầu kỳ, nó không có sắc sảo, nhưng mà nhìn đơn sơ nhưng cũng vẫn đẹp mắt. Chiếc này chạy đường trường cũng được nha mấy anh em. Đường trường cũng được. Và đường núi, đất, đường đồi là chạy được hết. Nó tới 18 tốc độ.
trên dưới. Cái chiếc này thì cái ghế này nè, mấy anh em có thể đưa lên, mở con ốc này ra, đưa cái ghế này nó cao lên nữa. MC thì cao khoảng 5 feet 5, là 5 feet rưỡi đó. Thì chiếc xe này có thể fit là như là cho mấy người cao từ 5 feet rưỡi tới 5 feet 8 là ok. Còn nếu cao quá thì mình chạy cái chân nó dài quá đó thì nó sẽ bị đụng cái bằng đạp thôi, cái chân nó cong lại đạp sẽ bị đau cái chân. Cái chiếc này MC chạy thử rồi, trước khi đem về MC tu bổ hồi phục hồi lại nhẹ nhẹ thôi, chứ chiếc này không hư. Rồi MC chạy thử này kia là ấy tin là perfect luôn đó. Đó, cho anh em coi nè, cái bánh còn mới tinh, cái gắn còn cáo cạnh luôn nè. Cái sườn này thì nó làm đều giống như cái ống nước vậy, đều luôn, trên dưới nó đều luôn. Thằng này MC coi trên mạng á cũng 200 mấy, gần 300 chiếc này, tại loại này nó cũng special nữa. Những hiệu này thường thường trong qua mặt cũng có, nhưng mà tùy theo cái quality với cái chất liệu sắt nha mấy anh em, chứ không phải nói hấp phì là rẻ nha, cũng như tùy theo cái nó có 1, 2, 3, 4, 5 á. Nếu anh em nào có chơi xe sẽ hiểu, giống như quần áo mình vậy, nhiều khi mình mặc gì đó cái hiệu Guess hay là hiệu Abercrombie thí dụ, nhưng mà nó đòi hỏi là cái nước nào may và chất liệu vải nó material như thế nào, chứ không phải nói Abercrombie là tốt hết cũng không đúng. Hay là mấy cái hiệu mà ví dụ Hollister này kia, ví dụ Việt Nam may gia công cho nước ngoài cũng có nè. Rồi nhiều khi nó may từ China cũng có nè, bên Trung Quốc cũng có nè. Rồi nó may từ những nước như bên Mỹ cũng có, rồi Việt Nam cũng có, thí dụ đây đó. Thành ra mình định giá trước khi một món hàng, một món đồ gì đó, mình phải coi, nghiên cứu kỹ thì mình mới nói đúng cái giá cả và cái chất liệu và cái tốt xấu lâu lâu bền của cái sản phẩm, chứ không phải nói cái áo hiệu Abercrombie là tốt hết thì không đúng. Cái đó thì theo kinh nghiệm của MC trao dồi học hỏi và tự cũng như nghiên cứu lấy và sẽ biết thì chia sẻ cho anh em coi. Đó, chỗ này thì có cái càng để nước vô, cái bình nước vô. Xe này thì nó chế chỉ có một cái móc này thôi, chỉ đựng nước thôi. Thường thường nó có ngay đây một cái nữa, nhưng mà chiếc này nó chế chỉ có một cái thôi. Còn cái dây thắng thì nó đi cái đường dưới nè, ha. Đó. Thằng này đi thắng đi đường dưới, nhầm xe thì nó chế đường trên tùy theo. Rồi nhầm xe thì nó giấu cái đường cái dây thắng á, nó âm ở trong cái đường ống luôn. Đó thì tùy theo mỗi chiếc xe, mỗi hiệu và mỗi nước nó làm nó khác nhau, không có nói rõ và chính xác được. Trừ khi mình thấy cái sản phẩm trước mắt thì mình mới định được ở cái đó nó làm như thế nào và sản xuất như thế nào. Và cái này thì em suy nghĩ là nó cái sườn này sườn sắt chứ không phải sườn nhôm, cũng không phải sườn carbon chứ không đúng đó. Rồi vậy thôi, MC cũng xin tạm dừng cái clip tại đây, nhưng mà sẽ thâu tiếp tục nữa nha các anh em, chứ không phải là xong cái video đâu, chưa đâu. Là chiếc này là chiếc thứ năm rồi đó. MC nếu ngày mai có rảnh thì sẽ quay thêm những chiếc xe đạp của MC, cũ có, mới có, vừa vừa cũng có, thì tùy theo chiếc đó, để chia sẻ với anh em, cho anh em coi cho vui đó. Thôi MC dừng clip tại đây nghe các anh em nhé.
Hẹn gặp lại các anh em chiếc chiếc thứ chiếc lần tới là chiếc thứ sáu, chiếc này chiếc thứ năm này nó. Mà em suy nghĩ chắc quay cũng khoảng 10 chiếc đi, dồn vô các clip đi coi cho nó đỡ đỡ chán, chứ quay lâu quá hoặc là có 4 5 chiếc thì nó cũng không có hấp dẫn video cho mấy. Đó. MC xin chào cả nhà nha. Giờ đầu MC xin chúc cả nhà luôn ngày mới luôn vui vẻ, ấm áp và luôn bình an trong cuộc sống. Hiện giờ bên Mỹ là buổi sáng gần 10 giờ sáng rồi. Hôm nay MC sẽ chuẩn bị đi làm chỗ tiệm nail mới. Tại trong tiệm này thì họ mở từ 11 giờ sáng tới 7 giờ. Thành ra thời gian này còn dư chút thời gian thì MC quay video chia sẻ cho anh em coi những chiếc xe trong bộ, những chiếc xe đạp trong bộ sưu tập của MC. Thì chiếc này hôm nay nữa là MC cũng tiếp quay tiếp theo luôn để vô chung với một cái clip nữa. Chiếc này là chiếc thứ sáu, cái hiệu là Gaslight đây. Chiếc này cái quality nó rất là cao, này là OL 320 hoặc mã của nó, cái quality nó nằm ở đây đây, high strength steel này, USA designed by USA, OL chứ như là Gaslight. Chiếc này là dòng xe của BMS, tuy nó nhỏ nhưng là nó nhưng mà nó có vỏ nha, đây USA luôn. Chiếc này được sản xuất hồi năm 1000 ô này năm 2000. MC có ghi xuống đây. Chiếc này được sản xuất hồi năm 2000. Cái bánh xe là 20 in nhân 1.95. Mình có thể thay 20 in 200 cũng được, tùy theo mình sở thích. Cái đó thì anh em nào nếu chơi xe sẽ hiểu. Đó, chiếc xe thì còn ngồi trình độ nè, cái xe này thì chỉ thấy có một cái thắng sau thôi, bên phải. Bánh xe này thì MC cũng hôm bữa tự thay rồi, bánh xe trước nó như không được tốt cho lắm. Bánh sau này thì của nó, cái của thằng Diamond Back đây. Cái này chạy được gấu bay, cái bánh thì MC thay cái bánh đường trường thôi. Nếu anh em nào có mua thì thay cái bánh mau tành cũng được, là mấy cái bánh sẵn á vẫn được nha. Chiếc này nó làm rất là đẹp. Đây nó có cái stem chữ G nè, OL nè, đây cho nó chống trường hợp mà những cái hãng nó bắt chước nó copy á, như nó bản quyền á, nó stem đây dưới đây một cái đây đó đây. Thường thường mấy chiếc xe mà hiệu mà mắc tiền á, nhưng mà cái quality nó cao á, như là cái chất kẽm nó cao á, theo kinh nghiệm MC thấy á, thì họ hay có làm những cái stem giống như vậy nè, đó để chống trường hợp mà giả này kia đó. Đó anh em thấy không, cái mối hàn rất là đẹp, mối hàn giống như vảy cá đều đó. Cái chất liệu sắt thì rất là cao, nó nhỏ vậy nhưng nó chắc cứng cáp lắm. Chiếc này em si mua hồi cũng đâu lúc mà xảy ra mà cái dịch mà Covid-19 đó, thì thời gian em si ở nhà, em si xin được tiền thất nghiệp á, thì em si ở nhà cũng 6 tháng á, không có đi làm nail, tính giải nghệ luôn á, thì mua được chiếc này trên Facebook nè. Đó. Cái chổi này thì em si gắn vô thôi, em si bữa mua chiếc xe này không có chổi chổi xe, MC gắn vô. Đấy. Về MC vô dầu chỉnh sửa đồ lại chút đỉnh. Cái ghế này là ghế zin của nó nè, có chữ Gaslight nè, rất là ốm, thon. Nữa.
Cái dòng xe này là để cho mấy đứa nhỏ hoặc người lớn cũng được. Thì từ khoảng 5 5 phút, 5 phút mà cao á tới 5 phút tư chạy vẫn được, tại vì thường thường BMS là phải chiếc xe nhỏ gọn để bay nhảy lộn này kia đó. Nếu anh em nào có coi trên truyền hình hoặc YouTube đó, thì anh em sẽ biết. Nó rất là đẹp. Chiếc này xe lẻ thì MC cũng không có đăng bán đâu, nhưng mà tại vì trong nhà xe nhiều quá rồi, cái phần này là bên nhà bà chị hàng xóm thôi đấy, thì MC cũng có quay sơ sơ cho anh em coi đó đó. Vừa xe của MC, xe của chị hàng xóm, xe có mấy đứa nhỏ nữa, nhưng mà sẽ clean up bớt nhiều quá rồi. Đó, chiếc này nó sản xuất năm 2000, bây giờ nữa là 2021 rồi, là 21 năm rồi. Đó, MC chạy thử chiếc này rất là nhẹ nhàng, nhưng mà rất là, nói chung là mình có cái feel được á, nó rất là cứng cáp. Rồi cái hàng giấu như vậy, cái này MC đưa cao cỡ này thôi. MC thì cao 5 feet 5, là 5 feet rưỡi á. MC ngồi xe này chạy được, nhưng mà chạy đường ngắn thôi, nếu đường dài sẽ đau cái cặp chân, tại vì nó ngắn quá đó, làm cho cái muscle nó bị bó đó, gò bó nó khó chịu. Đó, cái này là o eo nè, cái stem của nó nè anh em. Đó. Đó. Chiếc này rất là, chiếc này nếu anh em nào không có xe chót á thì mình để sau cái trunk trong cái kho của mình, nó gọn, nó nhẹ, có dịp mình đi đâu, ví dụ công viên này kia nó mình thảy vô, nó nhẹ, nó gọn, nó không có bề xề như mấy chiếc xe khác. Mình chạy vòng vòng exercise này kia đó cũng được. Chị MC hôm qua cũng coi lại cái bánh xe bơm này kia là cho nó cứng cáp rồi, bây giờ đăng rồi. Chiếc này MC có đăng trên Facebook đó là 125 đô la Mỹ. Thì đăng như vậy đó, nếu mà người nào mình có duyên đó thì có thể đưa em này về đội luôn. Đó. Cái này cũng có cái đề can này, nhưng mà lâu ngày 21 năm rồi nó cũng bị bung, nhưng mà MC vẫn giữ zin cho nó chứ không có lột ra, tại vì nếu mà mình lột ra nó sẽ mất giá trị cái original của nó. Đó, stem nó nằm ở đây. Hôm bữa MC cũng có một chiếc Diamond Bag mà MC bán này, cũng BMS luôn. Đó. Đây nó làm cái ốc rất là chắc, ốc inox là 4 con. Cũng có để chữ OL Guideline luôn nè. Đó. Còn cái chuông, cái bell này thì MC gắn vô cho nó hợp với cái màu luôn. Đó. Ví dụ mình chạy có ai trước mặt mình đó, mình bấm này nè. Thì nó cũng tránh mình. Bữa mai người ta dắt chó là có người chạy trước mặt mình, thí dụ đó. Cầm thì nó màu đen. Chiếc này là hết sảy anh em. Đó. Xe cho anh em coi. Trước khi giờ MC đi làm. Đó. Thì anh chị em nào có chơi xe cổ là bất cứ dòng xe nào, nếu có coi cái video clip của MC thì cứ bình luận bên dưới. Thì MC sẽ coi rồi sẽ trả lời cho từng người một. Tại vì công việc của MC cũng rất là bận bịu, vừa đi làm nail giữa một tuần 6 ngày, nghỉ được thứ tư thôi, rồi rảnh gọi ở nhà sửa sửa chữa xe, tại vô mùa hè rồi, bây giờ là tháng 4 rồi, bữa nay là tháng 4 ngày 2 luôn đó. Sửa sửa chữa xe, mua bán, đăng trên Facebook, rồi chưa tính thêm nữa là đi quay vlog hay là birthday party, đám cưới, đám hỏi, đám tang, đám gì đó. Người ta mướn MC quay là MC quay hết á. Đó. Thành ra công việc rất là lúc nào cũng bận bịu hết. Cái xe này đúng là MC không muốn bán đâu. Thì MC cũng đã nói rồi, nhiều quá trong bộ sưu tập. Với chị hàng xóm cũng không vui nếu MC để trong nhà chị hàng xóm đồ xe hoài. Ngày này tháng nọ, năm này năm kia cứ qua hoài, cứ càng ngày càng đầy, cứ lôi về hoài thôi. Coi như nếu người nào có duyên đó thì
lãnh em này về đội giùm. Chứ cái xe này thật sự MC không có muốn bán đâu. Nhưng mà MC cũng để giá là 125 đô la đó. Nếu anh em nào thích nó thì mình có thể giao lưu, hoặc là mình MC có thể bớt chút đỉnh cũng không sao. Cái đó thì tùy theo người, tùy theo mặt. Đây cũng có cái stem OL nữa. Đây. Nhìn nó bình thường gì chứ đó. Rồi, MC chào cả nhà nha. Hôm nay cũng chủ nhật ngày Easter, lễ của Mỹ. Trong mall MC hiện làm thì cũng đóng cửa cả mall luôn, cả nguyên cái shopping center luôn. Thì hôm nay MC cũng đi công việc chút đỉnh rồi. Nói chừng nói hot thì không hot đâu, nhưng mà lo chút đỉnh cũng được phần nào. Sẵn hôm nay MC cũng đang ở nhà rồi coi xe cộ này kia đang bán bớt, sẵn thì quay lại mấy cái chiếc xe này để dồn 5 chiếc xe vô một cái clip để chia sẻ cho anh em cộng đồng mạng coi cho vui luôn. Chiếc này thì hôm bữa MC cũng mua cho chị hàng xóm nè, nhưng mà giờ xe nhiều quá rồi, thôi cũng nói chị hàng xóm tiếng để bán bớt thì có chỗ trống để đồ khác nữa, chứ hôm gà chị cũng cầm gàm hoài nó. Chiếc này thì MC mua hồi năm ngoái tới nay cũng 8 tháng rồi. Xe cái dòng này thì cái ghim nó đẹp, bánh bự luôn. Đây cái bánh rất là bự luôn anh em. Nè, cái ngón tay MC để nè. Cũng khoảng 2 lóng tay. Đây cũng hơn 2 lóng tay cái bánh đó, bề ngang. Xe này mình chạy đường trường, đường núi. Dùng cái từ mountain bike á. Nhỏ. Xe thì màu cam. Chiếc này để coi, chiếc này thì cái bánh thì 24. 24 in nhân cho 2.25. Tốc độ thì 21 20 21 speed, 21 speed. Nó cái ghế này thì hình như là nó thay nè, cái ghế này như nó thay treo lại. Đây cái bánh gắt bự luôn anh em. Còn ngay cái đèn này nhá nhá là MC gắn nè, tại bằng đêm chạy ví dụ cái bánh này nó hoạt động thì cái đèn nó sẽ nhá. Này xài bằng pin để cho thấy người ta tránh mình đó, như mấy cái trắng trắng này nè. Đó. MC kết cái là một là cái màu nổi nè, màu cam. Nó giống như neon orange vậy đó, là màu cam. Cái thứ hai là cái ghim rất là ngầu nó. Nhìn nó rất cứng cáp. Cái thứ ba là cái bánh bự. Đây. Đó. Đó, quay cho anh em coi. Mà chiếc này MC để trên Facebook có thể 125 đô. Nếu nó trả thì bớt cũng 5-10 đô cũng không sao. Thắng với hai tay thắng. Còn vớt với cái này chỉnh cái ship mà. Chỉnh tốc độ lên xuống nó ok. Còn vớt good, mà good luôn. Đây. Đó, ngay cái tay cầm nó cũng để chữ Mangu nè. Cái hiệu là Mangu. Chiếc này trong mặt nó bán mới với trên như Theo á, cái tiệm Theo đó cũng có, như nó bán cũng 235 đô thì phải. Nữa cái này cái tem chứ không phải là bị chạy tấm giấy tem đó. Cái tem nó dán người ta bận bứt ra đó. Thì chiếc này nó sản xuất cũng đâu, MC nhớ là bữa cũng đâu 2016 hay là 2018 gì đó, MC cũng không nhớ rõ nữa. Đó. Đó. Các anh em thấy không? Cái ghim này nó rất là đẹp. Nó chế cái ghim giống như là cái ghim mà ghim gốc của nó luôn nha anh em. Cái ghim nó làm nó độ giống như
nó chế giống như, không phải là chế mà nói ý là nó làm giống như cái bông mai mà mấy chiếc xe mô tô, mô tô xe mà mô tô mô mô được xe cổ anh em đó. Sau đây thì 1 2 3 4 5 6 7 cái dĩa nhỏ. Ở trước thì 3 dĩa lớn thì 7 x 3 21 đúng rồi. Đây. Rồi. Đó, anh em coi kỹ chiêm ngưỡng đi. Chiếc này chạy ngon lành, cái bánh cứng đã chạy cho mấy anh thanh niên á, hơi to to đó, kêu là fat boy đó, chạy là hết sảy luôn. Chạy không không sợ nổ bánh luôn. Cái sườn nó cứng cáp đó. Đó. Rồi, chiếc này là chiếc thứ 6 nha anh em. Mình sẽ rảnh mình sẽ, ủa để coi, xin lỗi, để kiểm mà coi đúng không, thôi nói bậy bạ bị chửi nữa. Ồ, chiếc này là chiếc thứ 7 nha anh em. Đó, hôm bữa giờ MC quay 7 chiếc rồi đó, thì MC ráng quay khoảng 7-8 chiếc, hàng chục chiếc đó, dồn vô cái clip cho anh em coi cho vui. Đây. Ok, thôi MC cũng xin tạm dừng cái clip này tại đây. Giờ MC sẽ quay thêm chiếc tới là chiếc thứ 8 nha. Mời anh em coi tiếp tục nha. Rồi, tiếp tục luôn mọi người ơi. Chiếc này chiếc thứ 8. Xong chiếc này MC cũng lấy thảy lên xe chất chở qua cho con gái của MC. Chiếc này thì xe cổ. Chiếc này xe cổ, để coi, sản xuất hồi năm thập niên 70-80 tháng 3. Ủa, thập niên 70-80 G-Speed. Cái bánh xe là 26 in nhôm 1/3/8. Xe này phụ kiện của Taiwan và Nhật, nhưng mà được sản xuất tại Chicago luôn. Sherwin đây, Chicago. Số hoặc mã của nó là 60639. Đó, chiếc này xe cái màu nó cũng như nâu nâu. Đây, cái hiệu hiệu của nó này, cái model nó khác. Đây, made in Taiwan luôn. Đây. Người sản xuất bên Chicago. Cái ghế này hình như là Thai rồi. Tuy là giống cái hiệu, nhưng mà cái này hình như là trên Amazon nó bán, nó cũng tại người ta mua cái màu á, cái màu cái ghế á, rồi nó mát với cái màu xe, anh ra nhìn giống như cái ổi channel của nó, nhưng em suy nghĩ chứ không phải đâu, tại cái này nó sản xuất hồi thập niên 70-80 mà làm sao mà nó giữ kỹ tới bây giờ được. Nhưng mà cái người chủ nữ này á, họ cũng kỹ, họ mua cái bánh, ủa xin lỗi, họ mua cái ghế xe sao mà mát với cái màu cũng hay đó. Này một thắng và thắng đùm luôn đó, mọi người thấy không, đây thắng đùm luôn, với thắng trước, thắng bên trái có một thắng thôi đó. Còn bên phải này á, là tại vì đúng ra là có cái móc ở đây để cái càng gặt để đổi tốc độ là G-Speed á, nhưng mà nó hư rồi, thành ra MC chưa có đồ để thay qua. Đó, nó nằm bên đây nè, để MC quay cho anh em coi. Đây là cái chỗ mà nó móc vô nè, để nó gặt, nó thay cái, nó chỉnh cái tốc độ cao thấp nè. Nó, nếu anh em nào có chơi xe cổ sẽ biết, đây là cái càng gặt của nó nè. Đó, nó nằm bên cái bánh xe sau. Đó, thì cái cọng dây cái này là nó nối vô cọng dây dài giống như cọng dây thắng á, đi luồn qua ngay cái bánh xe này nè, nó xong cái đưa lên tới cái cổ tay cầm bên phải đó. Mà chiếc này MC mua cũng cũng 7-8 tháng nay rồi, cái bàn đạp rất là nhạy luôn, nó rất là nhạy, thì MC cũng có vô dầu nhưng mà nó cũng nhạy sẵn rồi. Cái hoạt đạn rất là nhạy luôn, quá đẹp. Đây cái bánh xe mới, cái bánh này thay lại, bữa MC mua thì cũng có bánh xe mới sẵn rồi.
Cái cỡ size xe, bánh xe là 26 in nhân 1/3/8. Cái bánh này mới tinh cáo cạnh luôn. Cái người chủ này, người chủ nữ Mỹ, họ cũng kỹ, họ mua cái cặp bánh này. Em suy nghĩ cái bánh này không cũng cỡ 30 đô, 30 đô la Mỹ á. Và hai cái thì cũng 60 đô, chứ trong đâu ít đâu. Cái loại này là cái loại xe chạy trên đường trường hoặc là chạy trong thành phố vòng vòng chỗ chung cư mình ở, chứ còn nếu chạy theo mà mau tành mà cái đường dằn với cái đường đất này kia là cái bánh xe nó dễ nổ và dễ bị đinh dính lắm, đinh nó đâm lắm. Đó, cái bánh xe cũng đẹp, cái viền trắng bên này, cái mặt này màu đen. Đây cái tay, cái cầm này, cái bao tay cầm này cũng của còn ghim của nó luôn, cái này cũng cũng ghim của nó luôn đó. Thì MC chia sẻ từng giai đoạn cho anh em hiểu. Cái cặp đùm này cũng có ghim của nó luôn, đùm còn máy tinh nè. Này là made in Taiwan luôn nè. Đây tại MC quay ngược bên mé này nha, cũng made in Taiwan luôn. Xe này MC không có bán, MC chỉ giữ chơi cổ thôi, nhưng mà tại con gái của MC nó thích á. Cái nét này là xe này cho giới nữ. Con gái của MC nó 22 tuổi, 23 tuổi rồi. Nó thấy chiếc xe này kết, nó xin MC thôi, MC tặng cho nó chạy lòng vòng để như tập thể dục vậy đó. Sao cái đèn tròn luôn nữa. Cái này để xe nó chạy mình, nó chói vô, chói đèn vô đây thì người ta thấy, người ta tránh mình thôi, nó trông mình. Xe này không có ghế sau nha các anh em. Cái móc này có thể mình chế cái ghế sau được nhưng mà không có. Đó, bánh còn mới tinh, cái bánh này thai. Với cái ghế này cũng thai luôn nè. Đó, thì giờ MC rảnh thì MC quay từng chiếc xe rồi MC gác lại một cái clip để chia sẻ anh em cộng đồng coi cho vui. Đây nhảy quá trời luôn nè. Bằng đạp cái ngàm này như sắt gan, chống sắt chống gỉ nữa. Đó, em suy nghĩ cái chiếc này MC cũng dừng cái clip để add vô làm cái clip nhỏ cho anh em coi cho vui, chứ lâu từ hôm bữa giờ quay thì cũng được 8 chiếc rồi đó, còn nữa nhưng mà MC không muốn quay để nhiều, cái clip nó dài quá, coi thì anh em cũng sẽ bị chán đi, nên MC chỉ quay coi thời gian nó bao lâu để biết, để lần này lần sau mình MC quay có gì kinh nghiệm chia sẻ cho anh em coi. Thì có anh em nào chơi xe hay là cần giao lưu chia sẻ hay là góp ý bình luận gì đó thì cứ để bên dưới, MC rảnh thì MC sẽ trả lời cho anh em những gì MC biết và có thể chia sẻ hết lòng cho anh em biết, để MC cũng trao dồi học hỏi và anh em cũng giao lưu này kia nọ, nói chung là vậy. Đây giờ trời cũng chiều rồi, giờ cũng 6:50 gần 7 giờ rồi. Đây bữa MC mua nó cũng mốp nè, MC khó tạm tạm lại này. Cái dè nó làm cũng đẹp, nó dập nó cũng tầng tầng, nó cũng đẹp, nhưng vẽ cái lai rất là đẹp. Đó, hy vọng con gái MC hôm bữa nó đậu nhà, trong nhà chị hàng xóm nó để lâu thì cái bánh xe nó bị xì hơi á, chứ không phải là hư bánh, không phải là bị đâm đinh, bị đinh đâm mà như bị xì bánh á. MC cũng mới bơm này kia cứng cáp rồi đó, bây giờ xong rồi MC chở qua rồi giao hàng cho con gái luôn. Tại giờ cũng vô mùa hè rồi, bây giờ là hôm nay là tháng 4 ngày 4 rồi. Chuẩn bị vào hè là bắt đầu nghề neo là lụm tiền rồi đó, cũng như là gặt lúa rồi đó, mùa này mùa gặt lúa rồi đó. Với mùa này cũng mình có thể đi đi biển chơi hay là đi
lên núi, nó kêu là hiking hay là đi picnic hay là mình đạp xe, thí dụ quăng quăng, thì tùy mỗi người mỗi sở thích khác nhau, không có nói được. Đó thì anh em cứ coi đi, có gì cái bình luận góp ý để MC cần học hỏi đâu thêm từ các anh chị em chơi xe cổ bật tiền bối đi trước. Cái này nó thắng đùm luôn anh em nè, cái thắng trên kia bên tay trái thì thắng trước, còn cái sau này là thắng đùm luôn đó, nhìn cứng cáp dễ sợ luôn. Xe này thì gắp bên Chicago, sản xuất tại Mỹ, nhưng mà nó xài đồ phụ kiện đó thì của Taiwan với của Nhật luôn. MC đã nghiên cứu và coi kỹ lưỡng trước khi MC quay clip để chia sẻ anh em và cộng đồng mạng coi. Thôi MC cũng tạm dừng clip tại đây nha các bạn, các anh em. MC cũng hẹn một ngày nào đó gần đây sẽ quay thêm những clip mới mẻ lạ mắt để gửi đến anh chị em cộng đồng coi cho vui. Thì có cái gì á thì anh em cứ bình luận để comment bên dưới, MC sẽ trả lời cho từng người một. Thôi MC tạm dừng clip tại đây nha. MC chúc mọi người ngày mới luôn vui vẻ, ấm áp và luôn bình an. Công việc đều thuận buồm xuôi gió. Chào tạm biệt nha. Bye bye.